cây có gốc nở cành xanh ngọt nước có nguồn bể cả sông sâu người ta sinh trường bờ. Thank you.
bản linh bái sát phù ân lễ mừng đồng đại điển ni tu thiên thánh tiệc thì đông buồn tiền chúa thánh tiệc thì tiền chúa huyệt hồ công lập hoa nghi đại bái các phủ các tòa tiến trình thập phật loan gia ngưỡng đồng mà tu thiết nam sinh tiến lễ trần triều cao hiến sơ tâm khất cầu điện đường lượng pháp hưng long tài nguyên quảng tiếp bản mệnh bình an chiêm mõi tinh thông đồng bài thịnh vượng tăng duyên phúc phúc sơ sư a hiệu đồng bình bản bệnh sinh ư quy diệu yên hành cánh ngũ thập tuế tức nhật bái can ni a ni a hợp đồng chữ gia chữ chân đồng chữ trung đẳng tức nhật bái can thổ kim nguyệt các nhật tốc thành đàm lưu tiểu vũ điện sư khai kiến pháp đàn khai nhất chú tiêu chu viên nhi tán đàn đàn thần bát thử lai từ gần án giáo khoa phục hành pháp sơ sư kim phát không văn hạ hạ thịnh điều nhất hạ thượng hạ phong cấp phủ toàn thuận định thân hư cẩn cẩn tế nghệ phật quốc lưu lưu cung tâu tiến hiệu thiên kinh quyết cung tâu tiến địa ái phủ phong đô cung tâu tiến vị phủ phù tán cung tâu tiến dương phủ đại nhà cung tâu tiến kỳ đại vân trình trì trung bán cung ma yêu vô đắc chờ diên thời khắc hữu quái phật hóa sao chúng ma hiếu tự hồ chân ngôn vắng phản hoàn hàm tuân phật trì phong hòa phụng hành phấn minh tổ trí quan phá giả hiếu quan ngữ ứng vì thiên tật tiệp sứ giả án hạ chuẩn thử thiên phủ tư thiên sứ giả án hạ chuẩn thử điệp hồ diêm ma sứ giả án hạ chuẩn thử vì phủ không hành sứ giả án hạ chuẩn thử lương cảnh phổ địa liên quan sứ giả án hạ chuẩn thử với thứ nhâm dần liên ni xuân thiên thị nguyệt thủy phủ không hành sứ giả danh tự liễu nghị tố quan thiên lưới bệ hạ long ngôn tay phải cầm hồng sứ tay trái dắt dựa phục nghinh thanh giá thế thử tấu thân thủy phủ quan tự kinh nghệ tỉnh mời thủy phủ đại thiên long chúa bát hải long vương cập thánh chúng thánh thiền thanh thổ địa linh quang thanh từ kỳ nghi tính cẩn tấu long chỉ tính cung bệ hạ phổ minh thái gia cần tê công địa thần văn thiên hạ đô đại đức thành hoàng đại vương cập đương giới thành hoàng tư chúa giả từ lục viên sứ giả đệ tử tính đồng ngũ vị sứ giả thông nhật thời bồ tát Di Lặc Phục Biểu A Lan Tê Chương Quán Âm Dẫn Độ Khai Thông Thiên Ất Lâm Sa Dũng Dược Vân Mã Bôn Trì Tật Tốc Kỷ Uy Phi Đằng Thượng Đế Vi Kim Đàn Chủ Đầu Tiến Tê Đạt Di Văn Thiên Phủ Địa Phủ Di Phủ Phổ Định Ca Niên Trực Nguyệt Trực Nguyệt Trực Thời Trực Vũ Lôi Phát Hỏa Hỏa Phát Đơn Điền Vô Kim Phát Hỏa Hỏa Chiêu Tư thiên hỏa địa hỏa tam muội chân hỏa tốc gia phần tử cũng phát thiên hỏa thiên địa mãnh hỏa hỏa thăng thiên thượng hoặc hữu thiên ma ba tuần ngoại đạo dĩ vi trợ trật chạm diệt thân hình thiên khai bảo hộ nhân sinh liên thần đệ tử phục tống thiên đình an tốc khai thiên môn hồng phấn an tốc khai địa môn hồng phấn an tốc khai thủy môn hồng phấn ở bên thiên đế nhật nguyệt viên pháp thanh y sứ là thật y đầu đàn chùa kỳ đạo sở nguyện như tỉnh cúng ma linh bát minh hồng với các thi ma và tráng gần tiến thì gặp tổng giác lại hình các hoa biến thành tiên sở hữu hình văn cản đường Thank you.
kỳ bài đạo quá thức nghi dâng lên ni tiên đang quá thức nghi dâng lên ni long tin ni bay thì chúa tiên thanh bộ kiều trùng phong phú nghi tiết ngày mạnh tiết mở thuộc phong tình mời tam hoa tiết thanh nghi hội công công đồng mẫu sáng nghi đàn sinh tiết tiên na cung thịnh mời để nhân phong chế thắng đi xe loạn một tự về an thái thôn quê đất phủ xây an thái thôn quê nghĩa thiên bản đi nhà lê cài trần đi cột cành đi thành tân đi mười năm đi xa kết hôn nhân nhân đã xưng tỷ xây đi chân hương phật khởi xúc thiết thượng đệ tử kiệt thành nhiệt tại kim đô phong quanh các nhân luôn tự biên bát thập phương tinh nhật xa xưa miên nạn tiếng tai chương nam mô hương vân cang bồ tát ma tát nam mô hương vân cang bồ tát ma tát sa la thanh ca đề nghị địa tiên na cung thỉnh mời thanh bộ đề nghị địa tiên tích sư hiền thành nghi trong đền tờ đồng đồng cung là thăm thơ bài xiên ni bao là thăm mi nhớ thơ bài lòng trinh không chuyển ni một bài xa xuân hệ thù quy tô tát tê đầu diệt minh lê thất câu chi ngã kỳ sông phán đại chuẩn đề di nguyện từ bi tùy xa hồ tam bồ tát ni tát nâm tát diệu tam bồ đà câu chi nâm tát diệt tan chết đề chủ đề chuẩn đề xa đề tam thanh tiên ni cung hình mời đề tam thanh lần lòng nữ mộng ngừng đền tờ thoại cung sớm kết loan phòng trang kinh xuyên đi sớm kết loan phòng chiến tàng hài ngàn lối nhiệt minh hương xa xu từ mộng lượng vô hương hóa đôi đáp thanh lương trí tâm kim phương nhân chú biệt thập phương nam mô nhang vân cang bồ tát ma ha tát nam mô nhang vân cang bồ tát ma ha tát nam mô nhang vân cang bồ tát có linh chuyển xa thành ngôn có linh chuyển xa quân quan thủy bộ cùng là chư sinh ngô linh đắc pháp nam thành quốc
sử Nam Ninh so quốc sử Nam Ninh tiếng đồn dày ấp Minh thiên đình người trời nhân sáng nay đức thánh người thay quyền tổng đốc nhân sai hành thì các quan quân quan thủy bộ cùng là sư sinh ngô binh đạo phạm nam thành khai quang dương nhan thập kỳ diều quang biên chiếu từ trung ngã tích tăng cung giang kim phục hoàng thân cận phật thanh tiên trung vương ca lăng vân xa thanh anh bất mất chư trung sinh cô ngã kim linh lễ khai quang cập cả chiêu khai quang và chiêu đàn dinh văn trang kinh dương thương lai văn trang kinh dương ngài về tố đôi chép biên rõ ràng phê cho nhị từ trang sinh vật tổng viên công định một dài điện sư giao hoa tổng viên công
Việt Nam Trần Thị. Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương, Thượng Đẳng Tối Linh Phúc Thần, Tiếp Bạc Đệ Nhất Sinh Tử, Muôn Trung Bách Bái. Chúng con thỉnh ông lại vãi ông về, ông về chứng đền chứng thủ chứng trụ Lôi Nhang chứng tâm cho Thanh Đồng họ Đỗ con ngày hôm nay. Bác ghế ông ngồi là ngôi ông ngự hà, nay họ Đỗ chúng con có tờ đơn cây sớ tờ trạng chứng điệp chúng con dâng về cửa ông ngày ông chứng tâm Nam Mô cận giả thoát viễn giả lai thủy đông tử tây thủy lam thủy bắc quốc hữu tử gia hữu tử a nhị xuân nhị hạ nhị thu nhị đông nhị thứ chân cổ thành tâm thất viên phi kim độ trọng thần đẳng thần hạ tình bố nhâm khích thiết quỳnh doanh chi chi cẩn sơ dĩ văn thiên vận nhâm dần liên xuân thiên nhị nguyệt này trung tuần thập phúc quy sinh nhật thần khâu thủ hòa lao thượng sơ phê khai chiên nhạc là bút phê khai cảm viên chưa tương đào lai đổ chỉ sớ hồng ông đã chu phê bỏ đi số mức ông phê vào chữ son phê cho nhị tự trang sinh dâng canh sớ hồng ngày hôm nay dâng canh sớ hồng để trước công đồng nghề Phật và thanh chúc minh minh đệ tử có sư dân trì quan đi phục mệnh đế đình
quang dung nhan thập kỳ diệu quang miên chiếu thập phương ngã tích tăng cung vàng kim hùng hoàng thân cận phật thanh tiên dung vương bát bát trang kính dâng thương lai bát trang kính dâng ngài về tổ đôi chép biên rõ ràng về cho người từ trang sinh trường phu chư tùy an ninh họ trường về cho sức mạnh khang cường ngài quang dung nham thập kỳ diệu quang miên trường tam diên ngã tích tăng cung giang kim phục hoàng thân cận phật thanh tiên trung vương ca lăng vân xa thanh từ bi lân vân chúc sinh cô ngã kim đinh lệ ngài quang cập phải chiêu ngài quang phải chiêu đàn tôn đông đông ông về chức mã cho đồng độ cho đệ tử phúc lành để đàn ông về chức quả đàn di quan lớn thượng ngàn quan giám sát ni tuyền ni ai không chi tam giới tâm sai chức đại thần tôn quá đi xa vũ đằng nghề vân ni bát buôn công nghi từ xa gần nghề đều để làm tôi
bát các quan, ai về truyền bát các quan, tả vặt nhiều võ, lương ban đã đền mệnh truyền văn võ đôi hàng. Khai quang dung nhan thập kỳ diệu quang miên chiếu thập phương, ngã tích tăng cục giảng kim phục hoàng thân cận, phật thanh tiên trung vương. Bát trang kính dâng thương lai, bát trang kính dâng, ngài về tổ đôi y chép biên rõ ràng, phê chính gì từ trang sinh. Thông nhãn thiên phi ngại nhung nhãn, ngại phi thông pháp nhãn do quang tổ, tuệ nhãn trực viên thông thần nhãn như thiên nhật, chiêu dị thể hoàn đồng viên minh pháp dưỡng nội vô số bất hàm dung. Nhân nhân giai cửu túc vật vật tổng viên thông định môn giai điểm sư sao hoa tổng viên công nam mô ngài mục nhãn bồ tát ba ha tát. Phục Như Lai thân tuân phục Như Lai, điểm khai thân nhận chức hình nhân, khai nghĩ tích thanh khai khổ khổ năng thiết khai tâm tâm hoan lạc, khai túc năng bộ hành dục nhan tập tỷ diệu quang miên chức hình nhân. Bất như lai
Phật Như Lai, Pháp Kinh Tam Tạng, hiện công tu sáng sáng như gương. Ba ngàn thế giới từ ở nương, trầm luân bề khổ tìm đường ta lành. Cùng thuyền tan nhà vườn sông mê bờ xác tươi nơi non tiên cảnh Phật bầu trời Tây phương thế giới đó người mà tiên bảo tiền cùng thuyền tan nhã vượt sông mê bờ sáng tươi nơi non tiên cảnh Phật bầu trời Tây phương thế giới non người hà tiên đi tâm kinh nghi ngờ cha bay như bóng theo hình nhân quả bao ước thực tình khó con thiên thai bầu trời cảnh Phật lôi thanh vân cao vút mờ xa đồi ngang phố cát bào xa sớm nghe tiếng hạc trường hạ sơn ba tiếng trong bốn phương sấm đồng cửa thiền bốn lồng lồng huy quang quát lớn ngài chỉ ngư ngài bạc kiếm chi tam giới ngọc hoàng sắc tan hiệu vị quần công sát sát tuyệt quản cai phù cát đồi ngang uy danh mà lưng lẫy xa xa tôn quan đề về tam thanh hà xuôi xeo sắt nhạc hoa xiêu sắt chi gọi bầy xiêu xít đỏ xanh bạc nghe thác rồi đổ gầy nhát trông chim yên mà uột mình lượn quanh quang sớm rời phép mình ông mình hành vũ hành phong đâu đâu cũng đều phục tình làm mình tôi thái tử đề tam ni phong tôn thần quan thái tử đề tam diệt mạo ô nghi tức lòng nhang nghề đẹp các cửa
cầm quyền thay Chúa, phép mi màu hoa, tôi linh lệnh truyền hòa bộ chư binh trình tề đại sáng lên miền này. Phù các ban các tòa thiên đình chút lo diêm la khai quang dương nham thập kỳ diệu quang miên chiếu thập phương ngã tích tăng cung giang kim phổ hoàng tân cận phật thanh chúa tiên trung thiên văn văn trang kính dâng thương lai văn trang kính dâng chính quang tam phủ chép biên rõ ràng phê cho nhị từ trang sinh chức quả đang duyên ông về chức quả đang duyên độ cho đệ tử được phúc lành để đa ông lực về chức quả đang duyên nhân nhân sai cử túc vận vận tổng viên thông tinh môn sai điểm sư giao hoa tổng viên công nam mô ngài ngũ nhãn bồ tát ma tát chức quả đang duyên ông về chức quả đang duyên độ cho đệ tử được phúc lành để đa ông về chức mạng chức đa mặt mặt đàn
phật ni sự tích để ta đi quan tam phủ xứ làng
nghi sông kỳ cùng mai lãng sông xanh. Sau sông chân ca càng khôn bắc kể ta tin về thành chi năng. Sông ma hơn ở trước sau bắt quan võ tướng theo hầu lân lân sơn ô phục trong chầu quỳ xưa vâng vâng lầy lầy võ huy cứu khổ lầy lầy cắt cục mà chữa đồ thân trời kia muốn đổi cơ trần thủ vương giặc muốn đẹp quân ta làm càn nhân nghi khai tiệc lòng sai thủy tế áp bồn phương tứ bể lưng vang bạc phong nghi choi choi sắc dầu tuyển quan đi đệ tư nghi toan hùng nghi dày thất đầu ngũ hành nhị thập nhị bát tu thiên đình thì nhị hà sa thank you.
quang dương nhan thập kỳ diệu quang miên chiếu thập phương đã tích tăng cung giảng kim phục hoàng thân cận phật thanh tiên trung vương lăng bần xà thanh ái mẫn chư trung sinh cô ngã kim linh mệ khai quang cập phả chiêu khai quang phả chiêu đàn duyên chứng quả đàn duyên lớn lê chứng quả đàn duyên độ cho đệ tạng phúc anh để đàn ông về chứng quả đàn duyên thông nhân thiên vi ngại nhục nhân ngại khi thông pháp nhân do quát tụ tụ tề nhân sự viên thông thần nhân như thiên nhật chiêu di tề hoạt động viên minh pháp dẫn độ vô số bất bất hạ dung ông về trước mã trước đàn độ cho đệ tử được phúc lành để đàn ông về trước quả đàn duyên xin quan quê nhà từ nhìn sang nghe xin quan đi quê nhà xanh nam mi cổ tích nghi nghi toàn bây giờ loạn xa anh linh trước là hắn xét bản đề sau xa thư chóc hết ta tinh khen này oan xa trật thế biến tay lăng bần xa thanh ái bất sư trung sinh cô ngạn kim đính lệ khai quang cập và chiêu khai quang và chiêu đạn duyên thông nhân thiên phi ngại nhục nhân ngại phi thông pháp nhân do quán tụ tụ tề nhãn trực viên thông thần nhân như thiên nhật chiêu di tề hoàn đồng viên minh pháp dẫn độ vô số bất bất hàm dung tuân phục như lai thần tuân phục như lai điểm khai khai thần nhân chức hình nhân khai như tích thanh khai cổ cổ lăng thiên we'll be right back.
tìm nhà có phúc nghề thử nghiêng lòng người trong lúc nay thần thái giữa tiền chung tuần đi từ lòng ông lão bỗng nghĩ thân đi
có hay đâu ý trời nhẹ đất tao hùng tài tao hùng tài con giật uy lấy triều đình bắt sát cung quận đi nơi viện binh thủy đồng thâm sâu sống cùng mà như hiểu nguồn cơn vậy nên thế nước mời tuôn ngược dòng xa lòng đông nổi trai anh hùng nào có tội gì đâu bồng bồng yên ba hoa đổ lên đâu phải chắc tiếp trước mà nợ nhau cùng đành trả cho hết phù để được về mà hưởng phúc vì mai sao lòng phải ngự trong tay phạt trần không nhuộm ngọc trai thủy nói đoạn trượt mà hưởng về xin hại khấu đầu làm kiếp này mà chưa tạo ân sinh kiếp sau nguyện sẽ hiền thân đền công bông lắc mình mà gương công bung hết hai tay dương xích xiết mình mưa sập sập mà sơn tinh cùng hại gió ù ù thủy ngoài càng ghê sắc tiên về với thoại tê hồn tiên biến hóa nhiệt về thiên thanh dòng xanh cuồn cuộn đi nước sông cao như muôn bình sơn đôi ông xa lớn sập sơn đi cuộn cây xây núi để hòa hơn bình sơn sân kỳ cùng khiếp kinh cơ sự lâm đền thờ thế sơn đèn ngang văn lang
bề lặng lặng sông an ni lòng nóng xa vườn sông về trang hoa đàn. Đất đất minh ra mà tìm nhà có phúc, thử lòng trần trong lúc này thân ông nào ông thần bảo tình giấc bông mời hay sư lạ đôi bạch bạch xà, đôi bạch bạch xà mà từ cửa đôi bên sư sành vẫn con chuyên bạch bạch xa đại đường kề bên ngôi đền dầu. Ta nguyện hạ kê ta cung diệt thương sẵn thần mà không biết tình sao khó khăn ô cùng tình liêu bà lòng nao sớm chiều đông tây bỗng một buổi ai may ba suy hai ông bà đều mặc tội của tôi lấy nghiền sấm sét đùng 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 tổ gà núi sắt thực không dung tôi này. Tựa thể thương con khất đàn tà trước công môn đi xin đem đôi giấc thả uống giữa dòng cơn phong vũ ầm nổi dậy sau bạc đầu mà nước xoay mình mông mông xà thoạt xương thoại cung nghi nước sẽ đôi dòng buồn buồn chưa chan nước mắt ta vào đời thục chi sắc chiều đà tôi lấy truyền sai xuống thủy cung ầm sóng vô nghiệt lên giữa sóng con xin nguyện tình dương công đức cùng xin ông ban phúc hà xa xin ông mở đường hải hà đổ cho non nước nhà nhà mãi hưng lòng hai con nguyện giữ lòng trong sáng sáng hôi quan chẳng giảm đơn sai xin quan mà hạ buồn hoa ai cho dân Nam Việt được tiền tài vĩ tường ta có nguyên đèn hương dân tiên cùng xin quan thương đến đồng xa đồ cho nam nữ trẻ già lâu lâu tài vượt tiên chẳng hà về đông lòng chi kinh thiết lên con chẳng tình với ai cùng xin qua giang điện đài cho họ
đỗ con được chữ lộc tài công danh. Có xin nguyện trung thành từ phụ trước hội đồng văn vũ ba quan căn cao con mơ phù tôn nhang khi làm tôi thành con trăng tham dầu keo. Sau con nguyện tu theo tiên giáo ông khai cho học đạo đường linh thông minh hay cho sống nhân đường tính đường tường. Bảy con nguyện kính thừa tập phúc tích thiền duyên nơi coi tục lập lập xin quan nhỏ phường thiên nhang cho họ đỗ con được hưởng bình an tháng ngày. Cúi xin ông cứu khổ độ mê, xin ông lấy nước thoải tê tắm cho đệ tử mọi bề thanh hương. Xin con nguyện được thông đường tổ miếu, ban ông về khai chữ cắt nguyện ông mạnh hồ tiên điền thoát đường chân tục đường lên trang đài. Họ đổ con nguyên tiền tài không tiên nên kiếp này con có xa chi đâu, đệ tử con quỳ gối dập đầu mát chiều xe bóng đường theo hồ đức tài. Lòng đài mây tuôn năm năm mẹ cũng quàng hàn bóng bóng xê thềm loan trước làn gió thoảng đưa nhang ngai vàng lồ lồ long nhang lồ lồ. Cơi cưng bạch hổ quan lớn lên trầu thường ngã thì thành ra tam quang chiếu bao la thế giới vương nguyệt soi cho nhớ soi nam thiên đền thờ phong nguyệt vô biên. Chuông thiền nhật đi khoan trình niệm tan đi nhớ xưa tính cũ trôn lạc châu tùy nhà tù chung linh đồng đồng cuồng ngà tiên chúa sáng xin đi nhờ cho tới mộ ăn ngôi nhà chúa
liều tranh bánh ba cột tràm dòng mờ đá phù siêu in. Sang bao linh tông phúc đi lành nhờ quyền cao.
sương trang, tí tàn tình mặc chung lăng già. Mặt tre mặt nước làm trà ngàn, mặt tre mặt nước
suối xeo nước bạc nghì cá vàng trồ lên đi. Đứng đôi bên long dần thường mùa xếp hai hàng trồ chúa sơn trang khi chơi cùng nghi cơm quạt quạt. Chúa tiên thông minh, chỉ chờ chờ ta cứ làm.